thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 32 năm 2022. Sáng ngày 21 tháng 4, huyện Định Hóa đã tiến hành đợt tiêm đầu tiên vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. Tại địa điểm tiêm chủng trạm y tế thị trấn Chợi Chu, nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện. Để đảm bảo thực hiện tiêm chủng diễn ra đúng quy trình, an toàn tại các điểm tiêm phòng, Trung tâm Y tế huyện đã sắp xếp thứ tự các bước thực hiện tiêm chủng, hướng dẫn cụ thể các bậc phụ huynh đưa trẻ đến tiêm, tổ chức bàn đón tiếp, hướng dẫn phụ huynh và trẻ đến tiêm theo các bước khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm chủng và theo dõi sức khỏe sau khi tiêm. Đây là đợt tiêm đầu tiên vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện, nhưng đều nhận được sự đồng tình nhất trí của các bậc phụ huynh. Đây là việc làm cần thiết để phòng chống dịch bệnh cho các cháu đến trường an toàn. Hôm nay là rất là vui khi được đưa con đi tiêm mũi tiêm vaccine đầu tiên cho con. Hôm qua cũng rất là hồi hộp và rất là vui, khi rất cần thiết khi các con đang tuổi đến trường và vui chơi thì cần tiêm vaccine. Nhà tôi thì từ trước đến giờ gia đình nhà tôi thì 3 thành viên chưa bị nhiễm vì là rất là cẩn thận để phòng chống các thứ. Và bây giờ cái mũi tiêm này thì là rất là cần thiết cho con. Trong ngày đầu tiên tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện, đã có trên 900 trẻ em độ tuổi từ 11 đến dưới 12 tuổi được tiêm phòng COVID-19 của hãng Moderna. Qua theo dõi sau tiêm, những trẻ được tiêm đều có sức khỏe ổn định. Để đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đến dưới 12 tuổi trên địa bàn diễn ra an toàn, trước đó, Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan thường trực đã xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, cán bộ ngành giáo dục, các ban ngành liên quan để nắm được các thông tin cơ bản để tổ chức chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thống nhất kế hoạch tổ chức triển khai trước, trong và sau khi tiêm, đảm bảo triển khai tiêm phòng cho trẻ an toàn, đúng tiến độ đề ra. Thì đến thời điểm tại thì chưa có những trẻ nào có cái phản ứng bất lợi xảy ra. Thế và chúng tôi tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm đợt 33 để tiêm cho các cái học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn theo số lượng vaccine được phân bổ từ tỉnh Thái Nguyên. Thế và trong quá trình xây dựng và tổ chức triển khai thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cả huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, và đặc biệt là sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng như là sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức triển khai để đảm bảo an toàn cho các cháu cũng như là đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được đề ra. Theo kế hoạch, từ quý 2 năm 2022, huyện Định Hóa sẽ triển khai các đợt tiêm phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. Theo các đợt, tỉnh Thái Nguyên sẽ phân bổ vaccine cho huyện. Dự kiến trong thời gian tới, huyện Định Hóa sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 11.300 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện.